với mục đích xây dựng hình ảnh đẹp về nghề nghiệp, y đức của y bác sĩ trong mắt người dân, tạo sự thấu hiểu và cảm thông giữa đội ngũ cán bộ ngành y tế với cộng đồng. Mới đây, Hội Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang và một số đơn vị liên quan đã tổ chức lễ ra mắt chương trình đặc nhiệm Blues Trắng và giới thiệu game show truyền hình thực tế đầu tiên dành cho các cán bộ y bác sĩ tại Việt Nam. Đặc nhiệm Blues Trắng là loạt chương trình với nhiều hoạt động đa dạng bao gồm cuộc thi viết khoảnh khắc nghề y, game show đặc nhiệm Blues Trắng và những chương trình đồng hành khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí. Đặc nhiệm Blues Trắng ấy, có hai ý nghĩa là thứ nhất, nghề y là một nghề đặc biệt, không có giống bất cứ một ngành nghề nào khác, đó là cái ngành chăm sóc bảo vệ sức khỏe và giành giật lấy mạng sống cho con người. Và cái ý nghĩa thứ hai, cái đặc điểm Blue Trắng là những người có cái vai trò, cái nhiệm vụ đặc biệt, đó là xây dựng hình ảnh về y đức của người thầy thuốc, các y bác sĩ ngành y tế đẹp mãi trong lòng người dân. Thông qua cái chương trình này, chúng tôi hy vọng là nó sẽ góp phần khích lệ cho các cán bộ ngành y tế tiếp tục cống hiến cho ngành. Các đội chơi tham dự là các cán bộ đang làm việc tại một bệnh viện và hệ dự phòng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi đội dự thi gồm 5 thành viên sẽ thi đấu đối kháng với nhau qua 3 vòng thi để tìm ra đội xuất sắc nhất. Các đội sẽ thi với nhau về kiến thức chuyên môn, ứng xử nhanh dựa trên tiêu chí chuyên môn đi kèm với đạo đức, y đức. Ngoài ra còn có cuộc thi năng khiếu đi kèm để công chúng thấy được những góc độ thú vị của các y bác sĩ. Tôi hy vọng rằng là qua cái chương trình này thì người dân người ta có một cái nhìn khác hơn về nhân viên y tế. Người ta sẽ thấy là nhân viên y tế rất là gần gũi, rất là thân thiện. Chúng tôi sẵn sàng đem đến niềm vui và hạnh phúc cho mọi gia đình. Cũng như là sau những cái áp lực công việc hàng ngày thì chúng tôi hy vọng rằng một cái sân chơi như thế này sẽ giải tỏa được stress, cũng như là một cái sân chơi để chúng tôi nói lên nỗi niềm của người thầy thuốc. Thông qua chương trình, hình ảnh của đội ngũ y bác sĩ không chỉ là những chiếc áo blues trắng gắn liền với mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện, mà họ là những con người với tâm tư, tình cảm như bao người. Công chúng sẽ được chứng kiến những nét phong phú, tài hoa và những khía cạnh thú vị trong tâm hồn của các y bác sĩ. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã khép lại. Rất tiếc phải nói lời chào tạm biệt đến với tất cả quý vị. Thế nhưng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những chương trình kỳ sau quý vị nhé. Và nếu như quý vị có bất kỳ những ý kiến thắc mắc nào, quý vị đừng ngại ngần, hãy gửi đến cho chúng tôi qua địa chỉ email quen thuộc của chương trình Vui Sống Mỗi Ngày vtva@gmail.com. Hoặc nếu như quý vị đã bỏ lỡ chương trình và muốn theo dõi lại, chúng ta có thể vào trang web www.vuisongmoingay.vn hoặc quý vị có thể vào trang Facebook quen thuộc của chương trình Vui Sống Mỗi Ngày để tham khảo thêm thông tin quý vị nhé. Còn bây giờ thì Cát Ly xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình kỳ sau.